quý vị mà sử dụng cái gũ gụ này trong một vài năm ấy thì cái chất dầu, cái chất gụ này nó ra thì nó sẽ tự bóng lên thôi quý vị ạ. Tự bóng lên thôi, càng dùng càng lâu càng bóng những cái. Vâng, cơ sở gỗ Tùng Tám xin kính chào các bác nha. Quay trở lại với màn ảnh nhỏ và trong buổi chiều ngày hôm nay. Những ngày tháng 8 năm 2021 thì hiện tại bên xưởng có lên một bộ bàn ghế Minh Quốc Đào Chim, hàng tay 12 và chất liệu là gỗ gụ ta, gỗ Quảng Bình quý vị nhé. Đây, thì quý vị đều biết là trên thị trường hiện nay là có 3 loại gỗ gụ chính, là gỗ gụ Nam Phi, gỗ gụ nhập khẩu, gỗ gụ Lào và chất liệu gỗ gụ ta, hay còn gọi là gỗ Quảng Bình, có nguồn gốc từ Việt Nam. Thì chất liệu gỗ gụ ta này thì hiện tại là trên thị trường là còn rất là ít và sót lại những cái phần gỗ nhỏ thôi, không còn gỗ lớn khổ lớn như những cái gỗ Nam Phi kia đó. Thì hôm nay bên xưởng là còn sót lại một bộ ghế gỗ ta hàng Đào Chim, và bên xưởng sẽ quay chi tiết cũng như là giới thiệu và báo giá cho mọi người về bộ ghế gỗ này. Đây, những cái sản phẩm gỗ ta gần như là còn sót lại cuối cùng, và trên thị trường vẫn còn nhưng mà rất là ít, nó không nhiều như là những cái hàng gỗ hương đá hay là gỗ gõ đỏ Nam Phi nhỉ. Trên thị trường còn rất là ít. Thì bộ này là bao gồm có 6 món tay 12. Đây là hình ảnh tổng thể của bộ ghế đây, 6 món tay 12. Và cái dáng ghế này gọi là dáng ghế đào chim. Dáng ghế đào chim đấy quý vị này. Phần trương là trương đục đào chim. Phần vách của nó là chạm vách kẹp có đục tứ quý. Hai bên là phượng hóa kẹp, hai bên là kẹp phượng quý vị này. Đấy, nhìn nó rất là hài hòa. Nhìn bộ ghế nó rất hài hòa. Đây, cái gỗ gụ ta quý vị này. Cái phần ván mặt này, bên xưởng là ván mặt còn liền một tấm quý vị nhá. Liền một tấm là cây gỗ gỗ rất là to. Gỗ Quảng Bình rất là to, có nguồn gốc xuất xứ khai thác ở Quảng Bình. Đấy. Cái phần quý vị có thể để ý những cái phần cột ghế, phần tay ghế đây. Đây, cái chất vân này thì không khác ai mà biết về gỗ gụ đều có biết thì đây là cái vân gỗ gụ Quảng Bình này. Cái gỗ gụ Quảng Bình này cho ra một cái vân rất là đẹp. Vân rất là đẹp cũng như là cái chất gỗ nó rất là lì. Hiện tại là xưởng là chưa làm lớp bóng cuối cùng đâu. Vẫn chưa bóng cuối cùng đâu, hiện tại còn đang nguyên mộc nhưng mà nó đã lên tem như này rồi. Lên tem rất là đẹp như này rồi. Quý vị mà sử dụng cái gỗ gụ này trong một vài năm ấy thì cái chất dầu, cái chất gụ này nó ra thì nó sẽ tự bóng lên thôi quý vị ạ. Tự bóng lên thôi, càng dùng càng lâu càng bóng. Những cái sản phẩm gỗ gụ dùng càng lâu nó có độ bóng tự nhiên. Đó. Đây, cái mặt này quý vị này. Rất là đẹp nhá, bộ này rất là đẹp. Đây. Chiếc ghế nhỏ, nói một chút về cái kích thước của bộ ghế này. Thì chiếc ghế này có kích thước, cái phần khuôn tranh của nó là 1m9 quý vị nhá. 1m9 và tổng thể bộ ghế này thì sẽ dài hơn 2m. Đây, hình ảnh chiếc đoàn dài đây. Chiếc bàn này có kích thước là 1m6 quý vị nhá. 1m6 chân 12. Còn đây chiếc cái con đây thì em sẽ lùi xây một chút để cho quý vị xem được cái nó đúng chiều ánh sáng. Đúng chiều ánh sáng của nó. Hơi ngược sáng một chút. Đây, quý vị đợi một chút nhá. Đây. Quay lại như này thì mới nhìn thấy được, bởi vì là nó ngược sáng. Đây. Chiếc ghế con này có cái chiều ngang của nó là 80. Và mặt ghế đây. Quý vị này, vân gỗ mặt ghế này. Một tấm gỗ rất là đẹp luôn. Đây. Phần tay. Tay vân đây. Trường đào đây. Đó. Rất là tuyệt vời luôn. Hôm nay thì xưởng cũng báo giá công khai luôn cho các bác. Hiện tại bộ này bên xưởng đang bán với mức giá là 38 triệu. 38 triệu mức giá rất là hợp lý ở thời điểm hiện tại. Thời điểm hiện tại mức giá 38 triệu. Đây quý vị nhé. Bao gồm 6 món, một đoạn dài, hai ghế nhỏ, một bàn, một đôn ngồi và một đôn cao. Một đôn cao phía bên trong này. Em đang để biển. Đấy quý vị đây. Đó, quý vị nào có nhu cầu thì hãy liên hệ đến xưởng đồ gỗ Tùng Tám nhé. Xưởng có địa chỉ tại Văn Khúc, Cẩm Khê, Phú Thọ. Số điện thoại là 0957 50 086. Đó, để sở hữu cho. Đây là bộ ghế cuối cùng rồi. Những bộ ghế cuối cùng bằng chất liệu gỗ gụ ta rồi quý vị. Hiện tại trên thị trường thì gần như là hết rồi. Còn rất là ít thôi. Những gỗ hương đá hay là gỗ gõ đỏ thì còn rất là nhiều.
Tuy nhiên cái chất gỗ của ta này thì còn ít này vị nhỉ. Ok mọi người nhé, mọi người nào yêu mến thì hãy bấm đăng ký và theo dõi kênh để có thể xem thêm được những nhiều sản phẩm khác bên xưởng đồ gỗ Tùng Tám nhé. Xin chào mọi người.